Lần đầu tiên bạn nói, đừng làm đau người khác. Lần đầu tiên cậu bé dùng lời nói. Lần đầu tiên bạn nói, khóc cũng không sao. Lần đầu tiên cậu bé bảo ban em trai. Lần đầu tiên bạn dạy cậu ấy lên tiếng vì người khác. Lần đầu tiên cậu ấy can thiệp. Lần đầu tiên họ gặp nhau. Mỗi cuộc trò chuyện nhỏ của bạn đều giúp định hình họ. Trò chuyện về sự tôn trọng, sự bạo hành đối với phụ nữ, hãy chặn ngay từ đầu. Được chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền. Lần đầu tiên bạn nói bị đối xử thiếu tôn trọng không bao giờ là lỗi của bạn. Lần đầu tiên cô ấy biết điều đó. Mỗi cuộc trò chuyện nhỏ của bạn đều giúp định hình họ. Được chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền. Lily, rất hân hạnh được trở lại với quý vị và các bạn trong chương trình Điểm báo Úc Châu ra ngày hôm nay, thứ hai, ngày 4 tháng 7 năm 2022. Và kính thưa quý vị, sau 2 ngày nghỉ cuối tuần, ngày hôm nay thứ hai có rất là nhiều những nguồn tin nóng mà các cơ quan truyền thông báo chí đã liên tục cập nhật. Nổi bật nhất đó là những cái đợt mưa gió lũ lụt tại thành phố Sydney, khi mà những cơn mưa to gió lớn đã liên tục xảy ra kể từ ngày hôm qua Chủ nhật, kéo dài cho đến ngày hôm nay, và thậm chí vài ngày sắp tới thì tình trạng mưa lũ vẫn hãy còn tiếp tục gây nên cái chết của ít nhất là 2 người đàn ông cho đến thời điểm này. Trong khi dịch bệnh Covid-19, nước Úc cũng đã đạt một cái mốc điểm mà không ai mong muốn, khi mà vào chiều tối ngày hôm qua, toàn quốc Úc Châu đã có hơn 10.000 người tử vong. Và có thể chưa dừng lại tại đó. Lý do là bởi vì Bộ trưởng Y tế Mark Butler đã xác nhận là trong vài tháng sắp tới, nước Úc sẽ phải đối diện với đợt bùng phát dịch bệnh lần thứ ba. Và dự phóng là lần thứ ba này, nguy cơ lây lan cũng như mức độ tử vong còn cao hơn cả so với lần thứ nhất và lần thứ hai cộng lại. Và đó là những thông tin khá là tiêu cực tại Úc trong cuối tuần. Vâng, thưa quý vị và các bạn, có lẽ cái thông tin được nhiều người quan tâm theo dõi nhất ngày hôm nay đó là về tình hình thời tiết mưa lũ lớn bất thường dọc khu vực ven biển ở phía đông của tiểu bang New South Wales, mà khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất đó là ở khu vực tây nam của Sydney, khi mà nước các con sông đều nhanh chóng tràn bờ gây ngập lụt trên diện rộng khi mà mưa lớn bắt đầu kể từ cuối tuần vừa qua. Các dịch vụ khẩn cấp ở New South Wales thì cho biết là tiểu bang New South Wales hiện nay đang trải qua cái đợt mưa lớn thứ tư trong vòng một năm rưỡi qua, với khoảng 30.000 người ở tây nam Sydney đã được lệnh sơ tán hoặc được lệnh cảnh báo sơ tán trong ngày hôm nay thứ hai. Dữ liệu cũng cho thấy là hàng ngàn cư dân ở khu đô thị mở rộng Sydney cũng đã được khuyến cáo ở trong nhà, hạn chế ra ngoài trừ lý do thật cần thiết, khi mà rất nhiều khu vực có lượng mưa đo được lên tới 150mm chỉ trong vòng 24 giờ đồng hồ, gây ngập lụt cho rất nhiều tuyến đường. Bộ trưởng dịch vụ khẩn cấp của tiểu bang New South Wales là ông Steph Cook thì cũng cho biết là mưa lũ trên diện rộng đã ảnh hưởng tới những người ở phía tây Sydney, khu vực Hunter và các khu vực khác, bởi đây là những khu vực vừa mới hồi phục sau các đợt mưa lũ hồi tháng 2 và tháng 3 vừa qua. Đối với nhiều khu vực dân cư thì đây cũng là trận lụt thứ tư mà họ phải chứng kiến trong vòng chưa đầy 18 tháng qua, với hình ảnh những ngôi nhà, cửa hàng ngập trong nước và cuộc sống của người dân lại một lần nữa trở nên đảo lộn. Trong khi đó thì theo lời Bộ trưởng Dịch vụ Khẩn cấp là ông Murray Watt thì tình hình nguy hiểm vẫn hãy còn đang ở trước mắt. Và lời khuyên của các chuyên gia hiện nay thì chúng ta hãy là liên tục cập nhật tình hình lũ lụt, bởi vì có rất là nhiều những cái tuyến đường đã bị đột ngột đóng đường sau khi mà nước lũ đã dâng cao hơn 1 mét, và thậm chí nhiều con đường chúng ta nhìn thấy mực nước đã ở gần con số là 2 mét, và chắc chắn là trong điều kiện này thì không thể nào gọi là an toàn để chúng ta cố tình lái xe qua những cái khu vực như thế này. Tính cho đến 5 giờ chiều ngày hôm nay thứ hai, đã có hơn 3.900 cuộc gọi cầu cứu từ những cư dân ở vùng lũ lụt, và đã có hơn 85 lệnh sơ tán khẩn cấp cũng đã được đưa ra. Khi mà chúng ta thấy những cái lệnh sơ tán khẩn cấp này, có thể nói là nó đã gia tăng theo từng giờ. Vào buổi sáng ngày hôm nay khi chúng tôi xem tin tức thì chỉ có khoảng 60 lệnh sơ tán khẩn cấp đã được ban hành,
và tất cả những cái lực lượng quân đội đã đi đến từng cửa nhà để mà gõ cửa những căn nhà nằm trong vùng nguy hiểm, yêu cầu người dân di tản khẩn cấp. Và sau đó thì cứ mỗi một tiếng đồng hồ thì lại có thêm vài lệnh sơ tán khẩn cấp được ban bố. Và trong số những cái khu vực hiện nay đang nằm trong vùng nóng được quan tâm nhiều nhất, có rất nhiều những khu vực ở Tây Nam Sydney là nơi mà cộng đồng người Việt của chúng ta đang sinh sống. Chẳng hạn như một phần của khu vực Lansdale, một phần của khu vực Warwick Farm, thậm chí một phần của Georgie Hall hoặc là Liverpool cũng như Chipping Norton đều nằm trong lệnh sơ tán khẩn cấp. Và các chuyên gia đã kêu gọi nếu mà chúng ta đã được gõ cửa nhà để cảnh báo thì đừng có chần chờ. Lý do là bởi vì hiện nay đã có 6 trung tâm sơ tán cho người dân cư ngụ tạm thời. Gần khu vực người Việt là có trung tâm sơ tán tại Capravel Club ở không xa đối với Capramatta của chúng ta là bao nhiêu. Và trung tâm sơ tán này đã được hình thành vào sáng ngày hôm qua Chủ nhật và sẽ kéo dài cho tới khi nào đợt mưa lũ qua đi. Và chắc chắn là người dân ở Sydney cho đến thời điểm này đã có quá nhiều kinh nghiệm để đối phó với tình hình mưa lũ như thế này. Thế nhưng những trường hợp thương tâm vẫn đã xảy ra khi mà một người đàn ông ở độ tuổi khoảng 40 đã bị cuốn theo dòng nước lũ tại con sông Parramatta. Mặc dù trực thăng đã giải cứu, tuy nhiên không thể nào cứu mạng được người này. Trong khi đó thì một người khác khi mà chèo thuyền cũng đã bị tử vong. Tuy nhiên các chuyên gia vẫn chưa khẳng định nguyên nhân tử vong là do lũ lụt gây ra. Vâng, thưa quý vị và các bạn, lượng mưa lớn và cái sự cố tràn đập từ cái con đập trữ nước lớn nhất ở Sydney cũng đã nhanh chóng khiến mực nước các con sông trong thành phố dâng cao ở mức báo động, thậm chí là phá vỡ kỷ lục ngập lụt ở trước đây. Và Bộ trưởng Dịch vụ Khẩn cấp của New South Wales là ông Steph Cook cũng cho biết là con đập Warragamba đang tràn với tốc độ là hơn 500 tỷ lít nước mỗi ngày, cao hơn so với các cái trận lũ lụt vào tháng 3 và tháng 4 vừa qua, nên đã làm ngập một cái vùng rộng lớn của tiểu bang. Ngoài ra thì các cư dân ở các tiểu bang khác thì hiện nay cũng đang được khuyến cáo là nên trì hoãn tất cả các cái chuyến du lịch không cần thiết đến các cái khu vực đang bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở tiểu bang New South Wales, khiến kế hoạch mà của hàng nghìn gia đình đang có kế hoạch đi du lịch khi mà học sinh của tiểu bang đang được nghỉ hè trong cái đang được nghỉ giữa kỳ vào dịp dài này có thể sẽ bị xáo trộn. Đó là chúng ta chưa nói đến hàng trăm những cái chuyến bay không thể cất cánh ngày hôm qua, và cũng chính vì vậy đã tạo nên một cái khung cảnh rất là hỗn loạn tại sân bay Sydney liên tục trong ngày hôm qua Chủ nhật và ngày hôm nay thứ hai. Khu vực mà Lily vừa đề cập đến ở nơi có đập nước lớn nhất đã bị tràn nước vào ngày hôm qua 3 tháng 7, đó là khu vực Hawkesbury và Nepean, và đây cũng là khu vực đã chìm trong nước lũ và bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong những đợt lũ vừa qua, kể đặc biệt nhất là đợt lũ vào cuối tháng 2 và đầu tháng 3. Người dân vẫn chưa thể khôi phục, nhiều căn nhà vẫn hãy còn tan hoang, và lần này một lần nữa nước lũ lại nhấn chìm. Đây là những cái bối cảnh về thiên tai mà chắc chắn là chính quyền New South Wales sẽ phải có những cái chương trình hỗ trợ. Mặc dù vậy vẫn sẽ có hàng ngàn người lâm vào cảnh màn trời chiếu đất bởi vì những căn nhà của họ đã không còn đủ an toàn để có thể sinh sống. Chưa dừng lại ở đó, sáng ngày hôm nay một chiếc tàu chở hàng với 21 thủy thủ đoàn đã khởi hành từ Wollongong, có nghĩa là ở phía nam của thành phố Sydney, đi về trung tâm thành phố Sydney, và con tàu này cũng đã bị gặp nạn khi mà mưa lũ tấn công. Tuy vậy, theo lời thủ hiến Dominic Perrottet thì hiện nay kế hoạch vận chuyển đã phải tạm ngưng bởi vì cái đợt mưa quá lớn và sóng cũng quá to và không thể nào an toàn để giải cứu tất cả những thủy thủ này. Vâng, thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên con tàu này thì đang có 21 thủy thủ, và hiện nay giới chức trách thì cũng đang chỉ cố gắng có những cái tàu neo giữ đến để chặn cho con tàu không bị va vào đá mà thôi. Còn kế hoạch giải cứu các thủy thủ thì không thể thực hiện trong cái điều kiện thời tiết xấu hiện nay. Còn về tình hình dịch COVID-19 thì thưa quý vị và các bạn, ở tiểu bang New South Wales thì ngày hôm nay ghi nhận là 8.958 trường hợp nhiễm mới, trong khi đó cũng chỉ có một trường hợp được báo cáo là tử vong do COVID-19. Tuy nhiên nhân số nằm bệnh viện do COVID-19 ở New South Wales lại gia tăng lên 1.725 trường hợp, trong đó 50 người cũng đang phải nằm trong phòng ICU.
Còn tại tiểu bang Victoria thì ngày hôm nay ghi nhận cái nhân số tử vong được cho là cao nhất nước Úc là 24 trường hợp. Mặc dù thì nhân số nhiễm mới thì thấp hơn ở New South Wales chỉ là 7.317 trường hợp. Và ở Victoria cũng chỉ có 513 người đang cần điều trị trong bệnh viện, trong đó 28 người cần nằm trong ICU. Còn lãnh thổ thủ đô ACT ngày hôm nay thì ghi nhận là 1.134 trường hợp nhiễm mới và cũng không có trường hợp nào tử vong do COVID-19 được báo cáo. Mặc dù cái nhân số nằm viện ở ACT là rất thấp, chỉ là 136 người với 2 người nằm trong ICU. Và kính thưa quý vị, tiểu bang Nam Úc ngày hôm nay cũng đã có một trường hợp tử vong, trong khi số ca nhiễm thì vẫn ở mức ổn định là 2.559 người. Tây Úc tiếp tục đứng hàng thứ 3 về số ca nhiễm là 4.312 ca. Tuy vậy, Tây Úc đã không có ai tử vong ngày hôm nay. Tương tự, tại tiểu bang Queensland ngày hôm nay cũng không có người tử vong và nhân số nhiễm bệnh vẫn ở mức thấp là 4.056 người. Tasmania, tiểu bang nhỏ nhất, cũng đã có ổn định về số ca nhiễm là 1.094 trường hợp, trong khi lãnh thổ Bắc Úc cũng ở mức rất là thấp là 247 người. Và nếu mà chúng ta nhìn tổng quát về nhân số nhiễm bệnh và nhân số tử vong ngày hôm nay, tất nhiên dẫn đầu về số tử vong là Victoria, nhưng mà chúng ta cũng phải nhìn đến nhân số nằm bệnh viện. Hiện nay đang có cái sự gia tăng rất là đáng ngại. Tại New South Wales, những tuần trước đây là khoảng 1.500 người, ngày hôm nay đã lên đến mức là 1.725 người. Trong khi đó, Queensland trước đây là chỉ khoảng 400 người mà thôi, ngày hôm nay đã có 598 người. Victoria cũng đã có trên 500 người nằm bệnh viện. Và đó là những yếu tố tạo nên những ca tử vong gia tăng tại nước Úc. Và tính đến chiều tối ngày hôm qua thì nước Úc đã cán mốc một cái mốc điểm rất là buồn là hơn 10.000 người tử vong kể từ đại dịch COVID-19 năm 2020 cho đến nay. Tuy nhiên, điều mà chúng ta cần phải quan tâm đó là cái sự gia tăng nhân số tử vong rất đáng kể trong năm nay 2022. Một cách cụ thể thì trong tổng số 10.000 ca tử vong này, chỉ có khoảng 900 người trong năm 2020 mà thôi, có nghĩa là thời kỳ dịch bệnh bùng phát lần đầu tiên. Bước sang năm 2021, nhân số này cũng không thay đổi nhiều, chỉ khoảng 1.350 người. Và trong 6 tháng đầu của năm nay 2022 thì đã có hơn 7.700 người tử vong. Tính trung bình mỗi một ngày, New South Wales đã có 50 người tử vong. Và dự phóng của các chuyên gia y tế là trong vài tháng sắp tới, nước Úc sẽ phải đối diện với làn sóng dịch bệnh lần thứ 3 với chủng biến thể chính đó là BA.5. Và tới thời điểm đó thì nhân số tử vong có thể sẽ tăng từ mức 10.000 người như hiện nay lên thành 14 hoặc 15.000 người. Và đó là cái bối cảnh khá là tiêu cực của nước Úc về đại dịch COVID-19. Vâng, dự đoán này thì được cho là cũng rất có thể sẽ đạt được, bởi vì đến nay là 6 tháng mà cũng đạt tới là 7.700 người cũng đã tử vong vì COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, trong khi đó thì mặc dù thì dịch vẫn còn bùng phát mạnh ở Úc Châu, thế nhưng mà bắt đầu kể từ ngày thứ tư tuần này, tức là 6 tháng 7, thì chính phủ Úc cũng sẽ bỏ cái yêu cầu người nước ngoài khi mà nhập cảnh vào Úc Châu cần phải khai báo cái tình trạng chủng ngừa. Như vậy là Úc Châu hoàn toàn loại bỏ các cái hạn chế về cái thủ tục nhập cảnh liên quan đến đại dịch COVID-19 để đưa cuộc sống trở lại bình thường cũng như là để khôi phục ngành du lịch quốc tế. Theo đó thì người nước ngoài mà khi đến Úc thì vào cái thời điểm hiện tại thì đều được yêu cầu là cần phải cung cấp thông tin đã chủng ngừa ít nhất là 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Còn những người mà chưa chủng ngừa vaccine phòng COVID-19 thì cần phải nộp đơn xin cái quyền miễn trừ này. Nhưng mà từ ngày 6 tháng 7 thì không cần phải làm việc này nữa. Trong khi đó thì thưa quý vị và các bạn, mặc dù ở tiểu bang New South Wales thì thời tiết đang mưa gió, nhưng mà có lẽ do đã lên kế hoạch từ trước nên khi ngày nghỉ học chính thức bắt đầu ở New South Wales từ cuối tuần qua thì các gia đình cũng đã đổ về sân bay Sydney, khiến sân bay một lần nữa trở nên rất hỗn loạn, mà với nhiều người thì cũng đang được cho là họ đang chứng kiến một tình cảnh tồi tệ nhất từ trước đến nay. Một bức ảnh ở sân bay Sydney cho thấy cái mức độ hỗn loạn vào sáng thứ Bảy với hàng dài những người xếp hàng tràn ra cả ngoài phía ngoài sảnh của nhà ga.
Một người cho biết đây là những ngày tồi tệ nhất mà họ từng thấy tại nhà ga quốc nội này, trong khi một người khác nói rằng họ cũng phải mất tới 80 phút chỉ để đến nơi gửi hành lý của nhà ga nội địa này, đó là chưa kể việc xếp hàng dài để qua cửa kiểm tra an ninh. Và cũng tại tiểu bang New South Wales, kính thưa quý vị, đời sống đắt đỏ ngày càng gia tăng khi mà ngày hôm nay 4 tây tháng 7, rất nhiều những cái dịch vụ công cộng tại New South Wales đã bắt đầu lên giá. Một cách cụ thể thì giá vé khi chúng ta di chuyển công cộng bằng xe bus hoặc là bằng xe điện đều sẽ gia tăng 2%. Và điều này có nghĩa là trong năm 2021 cho đến nay, giá vé đã gia tăng tổng cộng là 5.7%. Trong khi đó, với những tài xế nào thường xuyên sử dụng những cái xa lộ, có nghĩa là freeway để mà đi làm, thì cũng sẽ đối diện với sự gia tăng từ $10 cho đến $20 mỗi một tuần lễ. Trong vấn đề này thì Thủ hiến Dominic Perrottet cũng đã cam kết là sẽ khấu trừ lại $750 cho những ai xài hơn $1,300 cho chi phí của những cái tollway, có nghĩa là những khi chúng ta đi trên những cái đường xa lộ này. Ngoài ra thì hóa đơn tiền điện và tiền gas một lần nữa cũng được xác nhận là sẽ gia tăng, với tiền điện sự gia tăng cao hơn ở mức là từ 18% cho đến 25%. Và theo công ty AGL, một trong những cái công ty điện lực lớn nhất ở nước Úc, thì hiện nay khoảng 800 khách hàng tại New South Wales sẽ bị ảnh hưởng. Điều này có nghĩa là khoảng 25% hộ gia đình ở New South Wales sẽ đối diện với sự gia tăng là 17.5%, trong khi giá gas, có nghĩa là khí đốt, gia tăng ở mức độ thấp hơn là khoảng 8%, và trung bình mỗi một năm, một gia đình sẽ phải tốn thêm $70. Đó là chưa kể đến những cái hợp đồng sử dụng điện thoại di động mỗi tháng. Công ty Telstra hiện nay cũng đã công bố là sẽ gia tăng thêm 4 đồng nữa cho mỗi một tháng sử dụng. Và đó là những cái sự gia tăng mặc dù không nhiều, nhưng nếu cộng lại tất cả những cái sự gia tăng đó với những cái tiền đi chợ thực phẩm hôm nay nó đã gia tăng rất cao, cùng với chi phí xăng dầu cũng đang ở mức là trên $2 cho một lít xăng, thì chúng ta thấy rõ ràng là đời sống của người dân New South Wales rất là khốn khổ. Đó là chưa đến nói đến những người là nạn nhân của lũ lụt mà nhà cửa của họ không được bảo hiểm, thì không biết là họ lấy đâu ra chi phí đâu để mà họ sửa chữa hoặc là canh tân nhà cửa sau khi cơn lũ này đi qua. Vâng. Đặc biệt tại khu đô thị Sydney thì từ trước đến nay cũng đã nổi tiếng là cái khu vực mà có cái chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất ở Úc Châu. Nay như chị Kim Hoàng nói, tức là bắt đầu từ tháng 7, tức là bắt đầu từ năm tài chính mới, mọi giá cả đều, các cái hóa đơn cũng đều gia tăng. Do vậy mà cái áp lực chi phí lên người dân ở khu đô thị Sydney sẽ ngày càng gia tăng. Thưa quý vị và các bạn, còn cũng liên quan đến lĩnh vực tiêu dùng thì giá cả mặt hàng đều gia tăng như chúng ta đã biết lâu nay. Tuy nhiên điều này vẫn chưa dừng lại khi mà hai trong số các cái hệ thống siêu thị lớn ở Úc Châu có khả năng sẽ lại tăng giá mạnh trong vòng vài tuần lễ nữa. Theo thông tin trên tờ The Australian thì hai hệ thống siêu thị Coles và Woolworths dự kiến sẽ tiếp tục tăng giá các mặt hàng kể từ ngày 1 tháng 8 tới, đặc biệt là đối với các cái loại mặt hàng hóa đóng gói và chế biến sẵn. Trong khi đó thì giá thực phẩm tươi sống và giá thịt cũng sẽ được điều chỉnh hàng tuần tùy thuộc vào nguồn cung và điều kiện trồng trọt của người dân. Sở dĩ các cái chuỗi siêu thị lớn buộc phải tăng giá lần nữa là do họ cũng buộc phải chịu cái áp lực yêu cầu tăng giá từ các cái nhà cung cấp hàng hóa kể từ khi mà chỉ số giá tiêu dùng CPI ở Úc gia tăng hồi tháng 4 vừa qua. Và kính thưa quý vị, để mà chúng ta có thể cải thiện được kinh tế gia đình thì một trong những cái lĩnh vực mà chúng tôi nghĩ là có thể có làm thêm thì sẽ có tiền ngay, đó là lĩnh vực hái trái, và đặc biệt là đối với những loại cam hoặc những loại quýt. Bởi vì thông tin từ một nghị sĩ, đó là bà Anne Webster, đã đăng tải trên Facebook của mình là nếu mà chúng ta đi dọc theo những cái trang trại, đặc biệt là những cái trang trại ở tiểu bang Queensland, chúng ta sẽ thấy hàng ngàn, hàng triệu những cái cây cam, những cái cây quýt hiện nay là quả, có thể nói là đầy quả, nhưng có một cái vấn đề rất lớn là không thể thu hoạch. Và điều này cũng có nghĩa là những cái hiệu quả trồng trọt của nông gia sẽ trở thành một cái bi kịch. Lý do là bởi vì không có người để hái những cái quả này, và những cái quả này sẽ tự rụng và sẽ tự phân hủy.
và nếu điều này xảy ra sẽ thất thoát của ngành nông nghiệp tại nước Úc hàng triệu đô la. Và nghị sĩ Ann Webster còn cho biết rất nhiều những cái nông trại này đã đăng quảng cáo thuê mướn người, họ sẽ trả đến 400 đô la cho một ngày làm việc, và nếu chúng ta làm liên tục trong 5 ngày chúng ta dễ dàng có được cái tiền lương là 2.000 đô la. Một cái quảng cáo rất là hấp dẫn nhưng không thu hút bất cứ một ai nộp đơn xin loại công việc này. Và đó là một cái thảm trạng đối với ngành nông dân. Chúng ta cảm thấy nó hơi vô lý, vâng, phải không? Bởi vì cũng rất nhiều người đang trong tình trạng khó khăn và thất nghiệp, vâng, nhưng lại không ai sẵn sàng làm cái nghề hái trái cây. Vâng, trong bối cảnh mà phải chi ra rất nhiều, yeah, thì rõ ràng là đây là một cái nguồn thu rất là tốt, yeah, thế nhưng mà không nhiều người sẵn sàng, yeah, làm việc. À, vâng, còn liên quan đến lĩnh vực kinh doanh thì thưa quý vị và các bạn, tình trạng cũng khá ảm đạm khi mà công ty Volt, một cái công ty về kỹ thuật số được gọi là ngân hàng Neobank, thì cũng đã ngừng hoạt động vào tuần tới, khiến khoảng 140 nhân viên mất việc và làm và khoảng 6.000 khách hàng bị ảnh hưởng. Hãng tin news.com.au cho biết thì ngân hàng hiện nay đang kêu gọi 6.000 khách hàng của mình nhanh chóng rút tiền với tổng số tiền lên tới khoảng 100 triệu đô la trước khi mà ngân hàng này bắt đầu đóng tài khoản vào thứ ba tuần tới. Công ty này thì có văn phòng ở phía Bắc Sydney cũng thông báo rằng họ sẽ trao lại cái giấy phép kinh doanh cho cơ quan quản lý vào thứ tư. Sở dĩ ngân hàng này cũng phải đóng cửa bởi vì là không huy động đủ cái số vốn cần thiết để duy trì hoạt động. Vâng, kính thưa quý vị, theo lời của cơ quan quản trị hệ thống ngân hàng tại Úc gọi tắt là APRA, thì họ cam kết là tất cả 6.000 khách hàng của ngân hàng điện tử này chắc chắn là sẽ lấy lại được những cái khoản tiền đầu tư, là bởi vì hiện nay cái khoản tiền đã được chuyển sang một cái tài khoản khác được cho là an toàn để chủ nhân của những cái khoản tiền này có thể rút ra. Tuy nhiên sẽ mất một cái thời gian để mà chúng ta làm những cái thủ tục giấy tờ khi mà hệ thống ngân hàng đã đi vào tình trạng thanh lý. Và đây một lần nữa đã kéo dài thêm cái danh sách những công ty rơi vào tình trạng phá sản trong những tháng vừa qua. Và nói về ngân hàng số thì trước ngân hàng Volt cũng đã có một cái ngân hàng số khác có tên gọi là Cha cũng đã buộc phải đóng cửa vào tháng 12 năm 2020. Vâng, thưa quý vị và các bạn, những cái thông tin này cũng đã kết thúc phần điểm báo Úc Châu của chúng tôi ra ngày hôm nay. Chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong phần điểm báo thế giới vào lúc 8 giờ tối nay. Kiều Hòa xin trân trọng kính chào.